Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Rơm Vlog nha cả nhà. Thì quý cô chú anh chị thì khi nãy Nguyên Rơm tới đây cả nhà, thì mình cũng đã đi một vòng, nói chung là mình không có quay lại đi một vòng ở trong nhà căn nhà rồi. Thì hôm nay khi mình vào đây mình đi một vòng thì mình không có thấy cái vong linh một mắt xuất hiện nữa. Đó thì hôm nay thì Nguyên Rơm cũng đến đây và cũng cúng và hôm nay mình sẽ khấn ông già tiên nha cả nhà. Thì ở lần trước thì mình cũng có cúng cho ông nhưng mà mình không có khấn. Thì hôm nay mình quyết định mình sẽ khấn ông để ông có thể xuất hiện giáo hóa cái vong một mắt đến từ địa ngục này. Chứ bây giờ thật sự mình nói cái vong này nó dữ, là thứ nhất. Thứ hai nữa, mình cũng chưa có cái cách nào để mà mình độ hóa cho nó, mình chưa có cách đó. Đôi khi là mình không biết là mình có thể hơn nó hay không nữa. Tại vì cái vong này mình thấy thì từ trước tới bây giờ khi mà mình làm bước chân và mình làm tâm linh tới bây giờ mình chưa thấy cái vong nào như vong này luôn. Đó cho nên là mình sẽ khấn và nhờ ông giúp đỡ nha cả nhà. Hôm nay thì cũng rất là mong ông có thể hiển linh. Ông giúp con độ hóa cho cái vong này. Ok cả nhà, thì Nguyên Rồng cũng đã khấn ông rồi. Thì hôm nay thì Nguyên Rồng xin phép tạm rời khỏi camera nha, để xem coi hôm nay ông có xuất hiện và giáo hóa cho cái vong một mắt đến từ địa ngục này hay không nha cả nhà.
Cái nhà thì từ sớm giờ quý cô chú anh chị thì Nguyên Rơm ở bên ngoài, thì không biết là quý cô chú anh chị mình ở bên trong thấy vong xuất hiện hay không, ông già tiên có xuất hiện không cả nhà. Thì quý cô chú anh chị mình xem mà có thấy xuất hiện thì quý cô chú anh chị mình hãy comment ở bên dưới cho Nguyên Rơm biết nha. Thì đến đây thì chắc có lẽ Nguyên Rơm cũng xin khép video lại cả nhà. Thì cuối video thì Nguyên Rơm xin chúc toàn thể quý ông bà cô chú anh chị mình có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha. Quý cô chú anh chị mình có yêu quý kênh của Nguyên Rơm thì xin quý cô chú anh chị mình hãy đăng ký kênh và bật chuông lên để nhận được những video mới nhất của Nguyên Rơm nha cả nhà. Nói chung thì năm nay cả nhà thì cũng đã bước sang một năm mới rồi. Thì thật sự thì cái công việc của Nguyên Rơm hiện bây giờ thì trên cái YouTube thì quý cô chú anh chị mình xem cũng đã thấy cái lượt view, cái lượt xem của Nguyên Rơm rất là tệ đó. Thì Nguyên Rơm cũng rất là mong quý cô chú anh chị mình hãy ủng hộ xem video của Nguyên Rơm để cho Nguyên Rơm có thu nhập. Và nói chung thì mình chủ yếu thì làm cái tâm linh, thì mình nhờ được cái lượt xem của quý cô chú anh chị mình đó, thì cái đó là cái lượng view đó thì Nguyên Rơm sẽ được trả hoa hồng, YouTube trả hoa hồng cho Nguyên Rơm, thì đó là cái coi như cái thu nhập chính của mình. Nhưng mà bây giờ hiện giờ nó rất là tệ cả nhà, cho nên là mình cũng không có cái khả năng để mình mua những cái món ngon hay vật lạ gì đó để mình cúng cho vong, cho nên là mình chỉ cúng sơ sài những cái bánh thôi. Thì cũng rất là mong quý cô chú anh chị mình thông cảm cho Nguyên Rơm nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình rất là nhiều vì đã xem video của Nguyên Rơm nha. Bye bye cả nhà.